back again. Xin trân trọng chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn là sử dụng phần mềm để xử lý phim, để làm YouTube một cách nhẹ nhàng. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn đó là sử dụng phần mềm CorelDRAW Studio X7 để chúng ta sử dụng và làm phim cách nhanh chóng. Thì phần mềm này đối với những cấu hình của máy thấp thì các bạn sẽ sử dụng rất là nhẹ nhàng, và cấu hình mạnh thì phần mềm này sẽ giúp cho các bạn xử lý nhanh hơn, và cấu hình của máy thấp thì sẽ giúp cho các bạn là làm phim nó nhẹ hơn và nó render và xuất phim nhanh hơn. Như vậy chúng ta khỏi mất thời gian về cái việc mà ngồi và chờ đợi render phim. Thì phim chúng ta sẽ ở đây mình sẽ chia sẻ đến các bạn đó là sử dụng hình ảnh kết hợp với đoạn video. Thì đầu tiên ở trên màn hình của mình đã có cài sẵn bộ là phần mềm Corel Studio X7. Thì các bạn sẽ vào, khi các bạn cài đặt xong rồi thì các bạn sẽ vào trong cái phần Start đây, và các bạn nhìn thấy cái phần Corel X7 ở đây. Và phần mềm này nó hỗ trợ cho việc là ghi màn hình. Ở đây là phần mềm nó sẽ kết hợp với việc ghi màn hình ở đây. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là Corel Studio X7 nha. Và chúng ta sẽ bật mở lên. Thì các bạn sẽ đợi một chút, màn hình sẽ vào trong. Thì các bạn sẽ thấy giao diện của nó sử dụng rất là đơn giản. Tuy nó load lên hơi lâu nhưng mà nó sẽ làm thì nó rất là nhanh. Thì giới thiệu đến các bạn, đây là phần mềm, giao diện của phần mềm CorelDRAW X7. Phần mềm này là sử dụng xử lý phim rất là nhanh, theo mình đánh giá. Thì phần mềm này, các bạn nhìn thấy ở trên đây là những thanh công cụ và menu. Ở đây, menu. Và những cái phần này là hỗ trợ cho chúng ta. Ở đây, các bạn nhìn thấy, nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy đây là phim. Và đây là những cái hiệu ứng, và đây là những cái chuyển cảnh hoặc cảnh mà chúng ta chuyển cảnh, và đây là chữ, và đây là hình đó. Còn đây là những hiệu ứng, và những phần này mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình những cái thư mục, những cái folder cơ bản để chúng ta dễ dàng quản lý file hơn. Thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ tạo một cái thư mục, ví dụ như đây mình sẽ tạo một cái thư mục ở đây là phim. Thì phim này là chúng ta sử dụng là video, chúng ta sử dụng là video để quay phim hoặc là đưa vào những cái phim mà chúng ta download ở trên mạng về và đưa vào. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn đây là hình ảnh, hình ảnh. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn là cái data. Cái data này dữ liệu, thì các bạn sẽ có những phần này đây. Sau đó các bạn sẽ đưa vào âm thanh. Âm thanh thì các bạn sẽ quản lý trên từng cái folder như thế này. Một folder chúng ta sẽ chứa vào những cái phần riêng biệt. Thì đầu tiên tôi sẽ vào trong phần là cái máy tính của tôi, và tôi đã chuẩn bị một cái folder sẵn ở đây. Thì ở đây là mình đã tạo một cái folder. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái folder là xử lý phim YouTube. Tùy theo các bạn muốn đặt như thế nào các bạn đặt, và các bạn sẽ chọn vào trong đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy data là dữ liệu. Thì mình đã đặt ở tương ứng với cái phần mềm Corel mà mình đã sử dụng. Thì hình ảnh, nhạc, phim
Thì ở đây mình chia sẻ đến các bạn là sử dụng hình ảnh kết hợp với phim này, và mình sẽ làm trọn bộ video này và xuất phim ra cho các bạn nhìn thấy là cái hiệu quả nó. Và sau đó các bạn nhìn thấy ở đây là giao diện chưa có cái gì hết, và các bạn muốn tải tư liệu về thì ở đây mình sẽ vào trong cái phần là hình ảnh hình, thì chưa có một tấm hình nào trong đây hết, thì các bạn sẽ vào trong cái phần là trình duyệt và các bạn sẽ đào hình về. Ở đây mình sẽ chia sẻ đến các bạn là đào hình về, thì các bạn sẽ vào trong cái lệnh là vô trong cái Google và trong Google, và sau đó các bạn sẽ tìm từ khóa ví dụ như thủ đô Mỹ, thì mình nói là thủ đô nước Mỹ đi, mình xem nó ra từ khóa như thế nào. Thì ở đây mình sẽ lấy là hình ảnh, thì ở đây mình chia sẻ đến các bạn là lấy những hình mà độ phân giải cao nhất. Khi mà các bạn chọn vào những cái hình như thế này thì độ phân giải nó không có cao, và làm ra những cái thước phim của chúng ta nó sẽ không được chất lượng, đôi khi nó bị vỡ hình vỡ nét. Vì vậy chúng ta sẽ vào trong công cụ và chúng ta sẽ chọn vào hiển thị kích thước, và sau đây là chúng ta sẽ chọn vào đây, chọn vào kích thước lớn nhất và chúng ta sẽ lấy về. Và sau đó chúng ta sẽ lấy những cái hình kích thước lớn ở đây làm phim rất là đẹp. Ví dụ như mình sẽ lấy một tấm hình này, mình sẽ làm ví dụ cho các bạn thấy những tấm hình mà đại khái ở đây. Ví dụ như mình sẽ bấm vào cái lưu trữ hình ảnh này như đây, và mình sẽ cho nó vào cái thư mục hình ảnh đây, cho vào những thư mục này, và mình sẽ thấy những cái tấm hình này đẹp như thế này, và mình sẽ lưu trữ vào cái thư mục đó thế này. Ví dụ như ở đây mình sẽ lấy những cái cảnh sinh hoạt như thế này đi. Rồi chúng ta sẽ lấy những cái này như thế này, và sẽ lấy những hình như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong phần mềm và chúng ta sẽ thực hiện những công việc là ghép lại thành những video cách nhanh chóng như thế nào. Và bây giờ đến bước là chúng ta sẽ thực hiện ghép những tấm hình lại thành một đoạn phim. Thì bây giờ tôi sẽ tắt cái trình duyệt này đi và tôi sẽ vào trong phần mềm này. Thì lúc nãy là chúng ta đã có là những tấm hình này, khi mà chúng ta đào về được những tấm hình này, chúng ta mở trình duyệt này lên và chúng ta sẽ vào chọn vào hình ảnh nè, chúng ta lít chuột phải chọn Insert Media File và chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn vào đúng cái vị trí mà chúng ta đã lưu thì hình ảnh ở đây. Thì tôi đã đào về 5 tấm hình ở đây và tôi sẽ chọn hết. Thì như vậy chúng ta sẽ được là hình ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ kéo nó xuống đây vị trí như thế này, và mình sẽ render cho nó chạy thử. Thì các bạn nhìn thấy nó không có hiệu ứng gì cả, đúng không? Không có hiệu ứng. Thì để cho nó có hiệu ứng các bạn sẽ làm như sau. Thứ nhất, các bạn sẽ tăng cái thời lượng này lên. Ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây tấm hình này, chọn vào đây, các bạn nhìn thấy nó chỉ có 2 giây đây. Các bạn sẽ nhìn thấy chỉ có 2 giây. Thì các bạn làm sao để cho nó hàng loạt tấm hình này
nó theo một cái thời gian đó. Giờ ví dụ như các bạn giữ shift tấm hình đầu đến tấm hình cuối và các bạn click chuột phải, các bạn chọn là change photo. Ở đây các bạn sẽ tăng đây, ví dụ như đây là nó đã có 3 giây rồi, 3 giây thì các bạn ví dụ như tăng ở đây 5 giây thì nó sẽ dài ra một chút đó nha, 5 giây. Và khi đó các bạn nhìn thấy nó không có hiệu ứng zoom, không có hiệu ứng zoom thì các bạn sẽ click chuột phải ở đây, các bạn chọn là auto zoom path thì lập tức nó sẽ có hiệu ứng zoom. Các bạn để ý ở đây nó có cái effect nó vô đây nè, đây là nó có hiệu ứng zoom đó, rất là đơn giản và nhanh. Và khi đó các bạn sẽ cho cái hoạt cảnh chuyển cảnh thì các bạn giữ shift ở đây và khi đó các bạn sẽ vào trong cái phần là chuyển cảnh ở đây, thì tôi thích cái phần chuyển cảnh nào thì tôi sẽ chọn vào phần đó. Ví dụ như tôi sẽ chọn vào cái hoạt cảnh là chuyển cảnh này đi, cái chuyển cảnh này tôi click chuột phải chọn add tất cả các chuyển cảnh này vào và tôi sẽ xem thử nó là như thế này đây. Và các bạn sẽ chọn vào những phần này, sau đó các bạn sẽ cho nó chạy thử và cái chuyển cảnh nó như thế nào đó, thì rất là đơn giản. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng là làm trên cái video thì đây là chúng ta sẽ sử dụng về hình ảnh. Nếu như chúng ta nhìn thấy ở đây hình này chưa đẹp, chúng ta muốn thêm hiệu ứng vào thì chúng ta sẽ vào effect và chúng ta chọn vào đây, chọn vào tất cả cái effect nó sẽ hiện ra và chúng ta sẽ chọn vào một cái hiệu ứng chúng ta yêu thích. Ví dụ như tôi muốn chọn đây là bong bóng đây chẳng hạn, bong bóng, tôi chọn vào tấm hình này nha và tôi chọn vào bong bóng và tôi kéo nó xuống đây và tôi cho nó render thử nè, thì bong bóng nó sẽ nổi lên ở đây rất là dễ dàng. Nếu như các bạn muốn điều chỉnh cái bong bóng này, các bạn double click vào đây và các bạn chọn vào những cái bong bóng ở trong đây và chúng ta cũng có thể là chọn vào thông số ở đây để thay đổi kích thước của bong bóng. Thì đây là mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái cơ bản nhất và các bạn thêm hiệu ứng là như vậy. Rồi sau đó các bạn sẽ vào trong cái phần thư mục mà mình đã chứa ở trong đó là phim, mình sẽ vào trong phim thì các bạn để ý ở phần này phim thì mình chưa có chép phim vào. Phim ở đây là các bạn quay hoặc các bạn download trên mạng về và mình khuyên các bạn là nên làm những cái đoạn phim mà chúng ta quay nó hay hơn. Thì mình sẽ vào trong thư mục ở bên đây và sau đó mình sẽ chọn vào phim của mình đã quay. Thì ví dụ như mình sẽ quay một cái đoạn phim là in cờ Mỹ thì mình sẽ cóp vào trong cái thư mục phim này và mình sẽ quản lý nó ở trong đây. Rồi như vậy là chúng ta đã chép được một đoạn phim vào trong đây, thì mình sẽ mở lên cho các bạn thấy đoạn phim của mình quay. Thì đây là những đoạn phim mà mình quay về kỹ thuật in. Đây là quay trực tiếp kỹ thuật in trên cầu Mỹ. Mình cũng không thích làm những cái chương trình như thế này nhưng mà mình làm để cho các bạn hiểu được và biết được làm video rất nhanh chóng. Và sau đó chúng ta sẽ về thư mục này. Thứ nhất, thư mục này là thư mục hình và đây là phim nha. Và sau đó chúng ta sẽ vào lại cái trình duyệt đây và chúng ta sẽ click chuột phải tương tự như là hình vậy và sau đó chúng ta sẽ trở về và chọn vào thư mục phim và chúng ta add vào và chúng ta sẽ kéo nó xuống đây, ghép nó lại như thế này và chúng ta đã được một cái đoạn phim. Nhưng lưu ý khi mà các bạn ghép nó vào thì nó sẽ xảy ra những trường hợp như thế này.
Thứ nhất là tiếng nó vẫn còn ở trong đây. Đây mình sẽ mở lên cho các bạn nha. Như vậy. Và nếu như các bạn muốn tách cái tiếng này ra thì các bạn click chuột phải và các bạn chọn delete audio. Nó sẽ tách cái file âm thanh này ra. Sau đó chúng ta sẽ delete. Delete nó đi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy biểu tượng đây đã tách âm thanh ra. Và chúng ta sẽ chọn ở đây. Thì làm tương tự như những phần mềm khác, ví dụ như ở đây mình làm cho các bạn dễ hiểu, mình sẽ xóa cái đoạn này đi. Ví dụ như mình lấy tới từ đây, mình thay tới đây đi nha. Đó, mình sẽ lấy từ đoạn này, mình bỏ cái đoạn đầu này, mình lấy đoạn cuối. Thì bạn chọn lên đây và chọn cái biểu tượng cái kéo này, các bạn cắt nó. Sau đó các bạn sử dụng trên bàn phím là delete, hoặc các bạn click chuột phải, sau đó các bạn sử dụng là delete, xóa nó đi. Và như vậy thì các bạn cứ lần lượt và các bạn duyệt xem cái video của mình, cứ duyệt xem lần lượt cái video của mình nó lỗi ở chỗ nào thì chúng ta sẽ cắt cái đoạn đó. Ví dụ như mình sẽ cắt cái đoạn cuối cùng này, cắt cái đoạn này, rồi mình cắt cái đoạn giữa luôn. Này rồi, ok, mình sẽ cắt bỏ cái đoạn này luôn, rồi mình sẽ delete cái đoạn giữa này đi. Thì như vậy, và nếu như chúng ta làm như vậy và muốn cho nó chuyển cái hoạt cảnh vào thì chọn vào đây, thì chúng ta cắt cái đoạn đầu giữa thì chúng ta chuyển cái hoạt cảnh nó vào, đơn giản, thích cái nào đưa vào cái đó. Ví dụ như mình thích cái này, sẽ đưa vào cái hoạt cảnh ở đây đó, thì nó sẽ chuyển cảnh như thế này đây đó. Và chúng ta có thể là tăng cái thời gian lên, tăng cái thời gian này lên bằng cách là chúng ta kéo ở đây, tăng thời gian đó lên, thì chúng ta sẽ được là cái hoạt cảnh như vậy. Rồi, như vậy là chúng ta đã tăng cái thời gian mà nó chuyển cảnh từ từ cảnh hình này sang cảnh phim đây. Đó, sẽ tăng lên thời gian lên. Và ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây thì các bạn muốn cho nó chuyển cảnh, thì các bạn thích cái chuyển cảnh nào thì các bạn chọn vào cái chuyển cảnh đó. Ví dụ như mình thích cái chuyển cảnh này đó, cái chuyển cảnh này từ đây đến đây, thì mình làm cho các bạn xem và để hình dung và để làm. Ví dụ như đây mình đã xử lý xong cái đoạn video này, khi đó thì các bạn sẽ làm tiếp tục là các bạn gắn intro đầu và intro cuối, thì các bạn sẽ vào trong cái phần mà data. Thì ở đây mình đã sử dụng là intro, đây là intro của mình, đây là sử dụng intro của mình và quảng cáo và thêm một cái like và cái logo. Sau đó các bạn sẽ vào ở đây và các bạn sẽ add dữ liệu, chọn vào đây và chúng ta sẽ thêm intro vào data và chúng ta sẽ thêm vào hết vào đây là cái dữ liệu đó. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, bấm này cho về đầu tiên, các bạn nhìn thấy chưa có intro đầu, thì đây mình đã chuẩn bị một cái intro đây. Rồi mình sẽ mở lên cho các bạn thấy, thì đây là một cái intro đầu. Ví dụ như nhạc này mình không thích nha, mình sẽ không thích thì mình bỏ đi, thì mình sẽ làm như sau. Nhưng cơ bản mình sẽ chia sẻ đến các bạn là sẽ gắn những cái intro đầu và intro cuối. Thì đây mình sẽ gắn cái quảng cáo mình vô và mình sẽ gắn cái like mình vô, thì như vậy đã có intro đầu và intro cuối. We'll be right back.
Rồi, như vậy là khi chúng ta gắn cái hình chỗ đầu hình chỗ cuối vào thì chúng ta sẽ cho cái hoạt cảnh, cái chuyển cảnh đó. Ví dụ như đây, mình sẽ cho cái chuyển cảnh này. Cái này đến đây. Rồi xong, như vậy là cơ bản chúng ta đã có được một cái đoạn phim có hình chỗ đầu, hình chỗ cuối rất là nhanh chóng. Và sau đó chúng ta sẽ đưa vào đây một cái logo của cái phim của mình. Chúng ta sẽ vào đây. Và tư liệu lúc nãy là chúng ta đã tạo một cái logo. Và chúng ta sẽ kéo về cái lớp ở dưới này đây, cái lớp cuối này nha. Và chúng ta sẽ kéo về toàn bộ luôn. Và chúng ta giữ shift nha. Và chúng ta sẽ thu đều bốn góc và chúng ta đặt vào những cái vị trí của phim. Ví dụ như mình đặt vào vị trí đó. Rồi xong, cơ bản chúng ta đã có được một đoạn phim như thế này. Sau đó chúng ta vào file và chúng ta save lại. Và chúng ta save lại. Và chúng ta sẽ vào trong cái phần thư mục này. Và chúng ta sẽ save bên ngoài để dễ quản lý hơn. Và mình sẽ đặt cái tên file là xử lý phim. Rồi, như vậy, đơn giản vậy thôi, chúng ta save. Để khi mà chúng ta làm việc mà chúng ta có bị lỡ tắt máy thì chúng ta cũng còn cái save nó lại để chúng ta làm việc tiếp, chúng ta bật lên. Và tiếp theo, đó là mình sẽ chia sẻ về cái chữ và chúng ta sẽ chọn vào cái chữ ở đây. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn một chữ mà mình sẽ làm, ví dụ như mình sẽ chọn kiểu chữ này nha. Mình chọn kiểu chữ này từ đây đến đây thì các bạn nhìn thấy mình sẽ kéo con chuột từ đây đến đây thì nó sẽ xuất hiện cái chữ này đây, và mình muốn dời cái chữ này lên. Rồi mình dời chữ này lên nha, dời chữ này lên. Và để sửa được cái chữ này thì các bạn phải, trong máy của các bạn có cài đặt phần mềm, có cài đặt cái bộ phông hỗ trợ là bộ phông Vini và đi nhé. Và các bạn sẽ làm như thế này, chọn vào bộ chữ, chọn vào chữ này và chúng ta sẽ chọn vào một cái phông Vini. Dù như đây tôi sẽ chọn vào cái phông là, thì đây là phông UTM là tôi dùng để là thiết kế, nhưng mà tôi không sử dụng UTM đâu. Đây, mình sẽ sử dụng là cái phần chữ này đi ha, phần chữ trúc này. Và sau đó tôi sẽ viết lại chữ này, dù như đăng ký kênh. Thì trước khi các bạn viết bằng chữ Vini thì chúng ta sẽ chuyển lại thành là cái phần là Vini Window, chúng ta viết cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ để là đăng ký kênh, đăng ký nha. Và chúng ta sẽ tô màu nó thì các bạn chọn ở đây và chúng ta chọn vào đây tô màu nó, giống như màu đỏ thì nó sẽ hiện ra màu đỏ ở đây, đơn giản. Và chúng ta sẽ cho kích thước nó ở đây, như ở đây đó, đăng ký. Rồi ví dụ như ở đây thì các bạn sẽ chọn là cái phần ở đây, mình sẽ đăng ký nhận được video mới, sẽ cũng tương tự khi mà các bạn chọn vào đó thì các bạn chọn lại cái phông, phông chữ vào ni nha, phông chữ vào ni Vini. Thì mình sẽ chọn vào một cái phông nào đó mà mình thấy phù hợp nhất, mình chọn ở đây, mình sẽ chọn vào một cái phông dù như mình chọn lại cái phông này luôn đi nha, phông này. Sau đó mình sẽ ghi vào đăng ký nhận video chia sẻ mới nhất hoặc là subscribe gì đó, các tùy theo các bạn. Nhưng mà mình dường như mình sẽ để ở góc này đi nha. Rồi mình sẽ để ở đây.
đơn giản là như vậy. Và sau đó chúng ta sẽ chọn một cái màu màu xanh. Và ví dụ như các bạn nhìn thấy đăng ký này nó chưa có được nổi, các bạn chọn vào đây và chọn cái phần ở đây, và chúng ta màu trắng thì các bạn nên cho nó đi với màu vàng, làm cái viền nó màu vàng. Màu đỏ bạn cho màu vàng và outline nha, và bạn cho tăng lên, tăng lên đó, thì các bạn đã nhìn thấy được đó. Mình sẽ làm như vậy, giống như là như thế này, và chia sẻ cũng vậy. Và chúng ta sẽ cho phần là shadow. Shadow các bạn chọn shadow này nha đó. Hoặc là các bạn không chọn shadow thì các bạn chọn lại bình thường như thế này nha. Và ok, tiếp tục các bạn sẽ chọn cái phần này, các bạn chọn for và bạn chọn outline, thì màu xanh các bạn chọn đi với màu đen thì nó sẽ nổi lên. Cái kênh của các bạn chọn vào đây là một đó, rồi xong. Ok, thì đăng ký nhận video chia sẻ mới nhất đó, và chúng ta đã được cái phần này nha. Thì ở phần này ví dụ như các bạn từ ở đây, từ cái phần này mà video nó sẽ chạy, sẽ duyệt vào tới đây thì nó sẽ tự động chữ này nó sẽ nổi ra nha, là như vậy. Và hết thì nó biến mất rồi. Sau đó ví dụ như các bạn muốn cho hiệu ứng chữ nó di chuyển ở đâu thì các bạn chọn vào đây, chọn vào đây nha, chọn vào đây và chọn vào cái hiệu cái chữ mà chúng ta cần xử lý, thì chúng ta chọn cho nó bay từ hướng nào vào thì các bạn, cái phần này thì các bạn tự tìm hiểu. Và mình sẽ, nếu như các bạn muốn mình làm video chia sẻ về cái này thì mình sẽ làm video chia sẻ sâu hơn và kỹ hơn đó. Và như vậy là chúng ta đã biết được là tạo kiểu chữ này, và mình muốn cho cái hiệu ứng chữ này nó vào như thế nào thì các bạn cũng chọn vào đây, và sau đó các bạn sẽ chọn vào một cái hiệu ứng đầu tiên mà chữ nó vào như thế nào. Ví dụ như mình chọn ở đây, chọn vào cái phần này đi ha, chọn hiệu ứng này, chúng ta sẽ kéo nó, giữ nó trên đầu như thế này để khi chữ nó vào á, đây thì các bạn sẽ thấy nó rồi, là như vậy. Và chúng ta sẽ chọn vào cái chữ ở đây và chúng ta sẽ sử dụng là Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, và chúng ta kéo nó về đây, kéo nó về ở đây. Và nếu như chúng ta muốn cướp cho nó một lần một nhiều đi, và chúng ta giữ shift đầu và cuối Ctrl C thì chúng ta sẽ có những cái chữ như thế này, C, và chúng ta sẽ có những cái câu như thế này đây. Khi mà video nó chạy duyệt tới đây thì nó sẽ hiện ra cái câu thông báo là đăng ký kênh của mình để nhận chia sẻ mới nhất, là tới đây thì nó sẽ chạy về đó. Và sau đó các bạn sẽ cho gì đây, và chúng ta sẽ làm tới đâu thì các bạn lưu ý là save tới đó, save add, tại vì lúc nãy là chúng ta đã lưu lại xong hết rồi, chỉ cần save lại thôi. Và tiếp theo đó là âm thanh. Khi mà chúng ta âm thanh thu vào thì chúng ta để trên và âm thanh để dưới, đây âm thanh thu vào và âm thanh để dưới, thì tất nhiên các bạn để ý ở đây thì lúc nãy mình không thích cái âm thanh này, thì các bạn chọn vào đây và các bạn chọn Deep Audio, là bạn tách cái âm thanh này ra nha. Hoặc khi âm thanh nó lớn quá thì các bạn double click vào đây và các bạn chọn vào đây là chỉnh nó lại là 50 hoặc 30 gì đó, tùy theo các bạn xử lý và chọn. Và khi như vậy, dù như các bạn không thích âm thanh này, các bạn xóa đi. Rồi, bây giờ tới phần âm thanh. Thì phần âm thanh các bạn sẽ vào âm thanh này, chúng ta chưa có add âm thanh vào, thì các bạn sẽ chọn vào cái phần âm thanh. Thì âm thanh ở đây, music, thì mình đã chuẩn bị hai cái âm thanh này
sau đó các bạn sẽ add âm thanh này vào đó. Và chọn vào trong cái phần âm thanh add sub media, sau đó các bạn chọn vào mục là music, các bạn chọn hết cái phần này vào trong đây thì các bạn sẽ giữ quản lý nè, thư mục phim, thư mục hình ảnh, thư mục dữ liệu intro outro và like logo vân vân. Ở đây âm thanh, quản lý âm thanh. Như vậy là chúng ta sẽ có được những cái video và âm thanh. Thứ nhất, chúng ta sẽ kéo âm thanh xuống đây. Ví dụ âm thanh cần intro lúc nãy là mình đã xóa bỏ rồi, bây giờ mình cần âm thanh này. Thì bây giờ ví dụ như ở đây mình sẽ đeo tai phone vô, mình sẽ nghe âm thanh ở đây. Rồi ok, như vậy mình đã chọn được âm thanh này thì mình sẽ tăng cái đường cái line này lên đó, cái thời gian cái timeline này lên, sau đó mình chọn âm thanh, mình cầm cái kéo ở đây cắt một cái, xóa bỏ đi, delete. Đây là âm thanh thứ nhất. Dù như mình lấy âm thanh này là làm intro, rồi xong. Như vậy là mình đã có âm thanh này nha. Thì tiếp theo âm thanh thứ hai mình sẽ cho nó xuống đây, hoặc là các bạn cho lên trên cũng được đó. Và mình sẽ cho âm thanh này xuống đây là như vậy đó, là như vậy nha. Và sau đó là chúng ta thấy âm thanh này nó còn thiếu ở bên ngoài. Ví dụ như đây mình sẽ tận dụng âm thanh này, mình sẽ cướp âm thanh này cần lên C và mình để xuống đây, và mình nối tiếp theo nữa, mình kéo cái âm thanh này ra. Như vậy là chúng ta đã được hai âm thanh đầu cuối âm thanh đã hoàn chỉnh. Thì cái video này mình đã chia sẻ đến các bạn đã hoàn chỉnh cái video này, nói chung là đã hoàn chỉnh cái video và các bạn chỉ cần xuất phim ra thôi. Như vậy, và sau đó các bạn nhìn thấy ở đây nó không có hiệu ứng chuyển cảnh thì các bạn sẽ chọn vào đây và chọn một cái hiệu ứng nào mà đẹp mắt nhất. Tự nhiên mình sẽ chọn cái hiệu ứng này để làm cái chuyển cảnh từ đây đến đây đó. Hoặc là mình chọn vào cái hiệu ứng ngôi sao này đi, chọn vào đây sửa nó lại. À, như vậy là chúng ta sẽ save nó. Rồi bây giờ tới cái bước cực kỳ quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ xuất cái file này ra, xuất cái file này ra nha, xuất cái file này ra. Và xuất cái file này ra, chúng ta sẽ chọn tùy theo các bạn chọn cái độ phân giải. Thứ nhất là 1920 và 1280, 720. Thì mình á, thì mình chọn là 1280 nha. Mình chọn là 1280. Thì dung lượng của mình á là sử dụng là 50 và 5.7 và dung lượng của audio là 6.13 MB. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái đường dẫn mà chúng ta cần lưu. Ví dụ như đây, tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào cái thư mục, cái file. Ví dụ như đây, tôi sẽ tạo ra một cái file quản lý ở trong này luôn là xuất phim. Xuất phim. Rồi, sau đó tôi sẽ bỏ vô đây và tôi sẽ đặt lấy cái tên xuất phim luôn, save và start. Như vậy là chúng ta sẽ có được một cái đoạn phim. Và video hôm nay đến đây là hết. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.